Dạ tiền đây, dạ cảm ơn. Sao cô già yên tĩnh quá vậy? Chắc Bông không có nhà đâu Risa. Nếu Bông không có ở đây thì ở đâu chứ? Cô ấy không đến nhà của bà nội. Tôi gọi hỏi Tuân thì không ai gọi được cho Bông hết. Kìa, xe của cậu ấy. Chắc chắn Bông đang ở nhà. Bông! Bông! Bông à! Bông! 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 Bông à! Chị tốt bụng. Đủ rồi đó Risa, Bông không có ở nhà đâu. Cậu ấy không chịu nghe máy và cũng không gọi lại cho tôi. Chắc chắn cậu ấy đã nghe được những gì tôi nói với anh Á rồi. Tôi nghĩ là chúng ta nên trở về nhà thôi. Cứ cho Bông một chút thời gian đi. Tôi tin chắc là khi cậu ấy bình tâm trở lại rồi á thì sẽ nói chuyện với cô thôi. Được không? Đi xa, về nhà thôi. Đi. Em mới là người đang lừa dối cậu ấy. Từ trước đó em đã biết Bông chính là con của Ghét. Thật ra em đã biết trước cậu ấy thường có mặt ở quán bar nên đã cố tình tiếp cận Bông. Ghét đã cướp anh từ tay em nên em đã cố tình đi tìm cậu ấy, bởi vì em biết rằng Ghét rất yêu con của mình. Và khi cô ta biết rằng con trai mình thân mật với em thì chắc chắn cô ta sẽ đau lòng cho đến chết. Tất cả vì em yêu anh, yêu nhiều đến nỗi chấp nhận làm mọi thứ để trả thù Ghét, không cần quan tâm điều đó là đúng hay sai. Thank you.
Con yêu cô ấy nhiều lắm đúng không con trai? Dạ phải, con yêu cô ấy rất nhiều. Xin chào. Cút đi. Tôi thành thật xin lỗi cô nha, vì không mua bông hoa nào tới thăm cô hết. Bởi vì nhìn bộ dạng bây giờ của cô, không biết là có nên mua hoa tới thăm cô hay không, hay là mua vòng hoa tới dự đám tang của cô đây. Cút đi, tôi nói là cô cút đi mà. Cút đi, mau lên. Mau cút đi. Cô thấy sao hả? Hồi kết của kẻ chuyên đi cướp chồng của người khác, cho dù cô không chết thì cũng đang sống trong địa ngục thôi. Tôi nói cô cút đi. Nếu như cô chưa chịu cút đi, tôi sẽ dùng nước muối rửa sạch khuôn mặt của cô đó. Mà cút đi. Bây giờ thì tôi sẽ đi, vì điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất tôi đã nhìn thấy được rồi. Cô đã dùng cái thai để làm cái cớ giành giật cho bằng được chồng của Risa. Kết quả thì sao đấy? Ngay cả đứa bé này cũng không muốn một người mẹ giống như cô sinh ra. Đồ ác độc. Bây giờ bác sĩ đã quay lại với Risa rồi. Cô thấy sao hả? Có kinh khủng hay không? Có đau hay không? Nhưng mà cũng đừng có đau khổ đến chết nha. Hãy chờ nhìn mặt con dâu tương lai của cô trước đi. Cô nói như vậy nghĩa là cô cũng biết chuyện này hay sao hả? Tôi theo dõi từng bước chân của cô, tại sao tôi lại không biết chứ? Thấy Risa như vậy chứ cô ta cũng xấu xa lắm đó. Cô dụ dỗ chồng cô ta nên cô ta dụ dỗ lại con trai cô. Là Risa đã cố tình làm như vậy có đúng hay không hả? Đúng vậy. Như vậy mới gọi là có lợi cho cả đôi bên chứ. À mà không đúng, chỉ có một mình Risa có lợi thôi. Cô ta có cả con trai cô và còn lấy lại được chồng của mình. Còn về phần cô cứ nằm ở đây mà chờ chết đi nha. Đồ điên. Cút đồ điên. Mau cút điên lên đi ghét. Điên lên đi. Cô là con chó điên đúng không? Chồng của cô, con của cô, hai người họ đều yêu Risa. Còn cô thì sao? Cô thì không có con ma nào xem trọng hết. Tôi thấy hạnh phúc thật đó. Cút đi. Diêm. Dạ. Cô đến giúp mẹ tôi thay đồ đi. Dạ. Để con đi trả tiền viện phí. Ada, giờ Ghét đã bị hư thai rồi. Con đừng có nói với mẹ rằng con quay lại với Risa nha. Mẹ à, mẹ bị thương đến như vậy rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại hay sao chứ? Nhưng mà con còn bé Bun. Con sẽ quay lại đón mẹ ngay. Anh Át. Em đến thăm Ghét sao? Phải. Em sẽ nói với Ghét về chuyện của Bông. Ghét đã đi về rồi. Là con trai đến đón cô ấy về. Mẹ ngủ ở trong phòng nhỏ nha. Con đã dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi. Cảm ơn con rất nhiều nha, vì đón mẹ tới ở nhà của con. Bởi vì con biết là bây giờ mẹ cũng không muốn ở một mình.
ai vậy? Để mẹ ra mở cửa cho. Không cần phải mở cửa đâu. Con đã biết trước là ai đến. Có đúng hay không hả? Người phụ nữ ở nhà của con lúc trước là Risa, có đúng không? Mẹ đừng nhắc tới cô ta nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Con không muốn gặp cô ta nữa. Đủ rồi Risa à. Tôi nghĩ Bông đang ở nhà. Cô nhấn chuông nhiều như vậy rồi, nếu có ở trong nhà mà không chịu mở cửa, có nghĩa là cậu ta không muốn gặp cô. Khi mà, nhưng mà cũng có thể là Bông không có ở nhà đâu. Có thể là đang ở cùng với Ghét. Hãy để cho cậu ta yên, tin tôi đi. Về thôi. Bông, con rất yêu Risa đúng không hả? Yêu là cái gì? Mẹ cũng biết. Con không hề biết tới từ yêu mà. Bông, mẹ cũng không cần phải hỏi cô ấy có yêu con hay là không. Trước giờ con chưa hề mong chờ ai yêu con hết. Và ngay cả ba và mẹ cũng không yêu con mà. Vậy thì ai sẽ thật lòng yêu con đi? Bản quyền lồng tiếng thuộc Hải Nam Media. Risa, cô đã sai khi làm như vậy với con của tôi. Chào mừng đến với hộp thư thoại. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Chào mừng đến với hộp thư thoại. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Chào mừng đến với hộp thư thoại. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Yeah.
cô có ngủ được chút nào không vậy Risa? Mấy ngày nay rồi Bông không có gọi cho tôi. Cô có muốn đi chùa không? Đi cầu phước để làm cho tâm trạng tốt hơn, chứ cứ ngồi ngóng chờ điện thoại như vậy hoài có ích gì chứ. Được rồi Risa, đừng có buồn nữa, phấn chấn lên đi ha. Nè, khóa cửa lại. Đi, không sao, tôi xách được mà. ปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังวจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรอุตตาปะจายิโนจัตตาโร ธรรมวัชชันติอายุวันโนสุขังพลัง Con xin cầu phúc. Con xin cầu phúc. Con xin cầu phúc thưa sư thầy. À được rồi. Ghét. Sư thầy chuẩn bị cầu nguyện rồi. Thầy sẽ cầu cho ba quý Phật tử. Trước tiên mời ba cô hãy đọc lời chú. Hãy đọc đi. Mong mọi điều tốt lành luôn đến với con. Ghét. Ghét. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây. Ghét à? Thật ra không phải lúc này đâu. Khoan đã, Ghét. Cô biết chuyện giữa tôi và nè, Bông đang ở nơi tôn nghiêm đó, không thích hợp để nói chuyện trái đạo lý. Ghét. Khoan đã, Ghét. Ghét. Đủ rồi Risa. Đủ rồi. Tôi nghĩ là Ghét không muốn nói chuyện vào lúc này đâu. Nếu không muốn thì theo tôi đến đây làm gì? Không phải chuyện tình cờ đâu Khem. Ghét đã đi theo chúng ta. Cô ta đi theo chúng ta vì cô ta muốn khủng bố tinh thần của cô mà thôi. Nên cô đừng đi theo cô ta nữa Risa à. Nếu như Ghét đi theo chúng ta tới tận chùa thì cũng có thể đi theo tới nơi khác để làm rõ mọi chuyện mà.
đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đi phóng sanh cá đi. Không đi đâu. Ừ, vậy cũng được. Đi. Ra khỏi nơi tôn nghiêm rồi, hãy làm rõ chuyện tội lỗi của chúng ta đi. Cô đúng thật là quá đáng lắm đó Ghét à. Tôi giật chồng của cô. Cô ghét tôi. Cô cứ tát vào tôi đi đi sao? Ghét, đuổi tát đi. Ra đi. Tát thôi, đi chứ Ghét à. Giờ tát đi Ghét. Cô hãy tát đi nhanh lên. Cô hãy tát Ghét. Đi mà. Thôi đi. Đừng có đứng im vậy chứ. Ghét à. Mau tát ra. Tôi đi. Bỏ ra. Tôi xấu xa. Tôi giật chồng của bạn. Tôi sẽ là người nhận nghiệp báo. Sao cô đổ lên đầu con trai của tôi vậy chứ? Hả? Con trai của tôi thì có liên quan gì? Đúng. Con của cô không liên quan. Sao cô lại làm phiền nó như vậy hả? Ghét. Tôi xin lỗi cô. Ghét à. Dừng tay lại đi. Đủ rồi đó. Bỏ ra đi. Đi ra. Hả? Cô đã biết có đúng vậy hay không? Cô biết rõ rằng con trai của tôi chính là trái tim của tôi. Tôi rất là yêu bông. Nên là cô muốn làm như vậy có đúng không hả Risa? Nghe tôi nói đi. Nếu tôi biết mọi chuyện ra nông nỗi này tôi đã không làm. Nhưng tôi làm như vậy là do tôi tức giận cô, muốn trả thù cô, nên tôi đã không hề suy nghĩ gì. Hơn nữa, nếu cô muốn làm tôi đau khổ, giờ tôi đang rất đau khổ đây đi xa. Tôi là mẹ của Bông. Dù chưa nuôi nấng nó một ngày nào, nhưng tôi rất yêu nó. Bông có mẹ mà cũng như không. Mẹ thì lẳng lơ, ba thì cũng đồi bại. Bông rất cần người yêu thương mình. Nhưng cô lại lợi dụng việc này để tiếp cận và lừa dối Bông của tôi. Ghét. Tôi xin lỗi cô. Ghét. Đủ rồi đó Ghét à. Đủ rồi. Tôi rất muốn tát vào mặt của cô. Muốn xé cô ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng là do bản thân của tôi sai lầm trước. Tôi đã giật chồng của cô. Nên con của tôi mới phải chịu như vậy. Là lỗi của tôi hết đó đi xa. Tôi không cố tình làm cho con của cô đau khổ đâu. Giờ tôi không qua lại với bác sĩ nữa rồi. Tôi không tiếp tục làm điều sai trái nữa đâu đi xa. Nên là cô cũng thôi hãy làm phiền tới con của tôi đi. Tôi thừa nhận với cô. Ban đầu tôi qua lại với con của cô là vì muốn trả thù. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Giữa con của cô và tôi, đó là tình yêu thật sự. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi đi xa. Cô đừng qua lại với con của tôi nữa. Nếu không thì tôi sẽ làm cho cô đau hơn trước đây gấp nhiều lần. Giờ tôi chỉ còn có một mình Bông mà thôi cô biết không? Tôi sẽ không để cho bất cứ ai đụng chạm tới Bông của tôi nữa đâu. Đặc biệt là cô đó.